Từ cuối năm 2019 và những tháng đầu năm 2020, thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng phải đối diện với một trong những thảm họa dịch bệnh khủng khiếp nhất trong vòng hơn 100 năm qua, đó là đại dịch COVID-19 do chủng mới virus corona SARS-CoV-2 gây ra, khởi đầu bùng phát từ Vũ Hán, Trung Quốc từ tháng 11 năm 2019. Đại dịch sau đó đã lan ra 213 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính đến thời điểm này, dịch COVID-19 đã làm cho gần 5 triệu người bị lây nhiễm và hơn 35 vạn người tử vong. Đại dịch COVID-19 đã làm ngưng trệ toàn bộ các hoạt động của đời sống xã hội của nhân loại trên toàn thế giới. Lần đầu tiên, Việt Nam chúng ta thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch COVID-19 với tinh thần chống dịch như chống giặc, đặt mục tiêu đảm bảo sự an toàn, sức khỏe và tính mạng của người dân là trên hết. Toàn bộ các hoạt động xã hội, sản xuất, kinh doanh, văn hóa xã hội, thể thao, giáo dục, lễ nghi, tôn giáo, đối ngoại, quốc tế, mọi hoạt động tập trung đông người đều tạm dừng vì cuộc chiến chống dịch COVID-19. Với sự vào cuộc rất sớm của cả hệ thống chính trị, sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các bộ, ban, ngành, trung ương và các địa phương cùng toàn xã hội, trong đó có các tôn giáo, đã chung tay đồng lòng hưởng ứng và thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19. Đến nay, Việt Nam chúng ta đã cơ bản đẩy lùi và kiểm soát tốt dịch bệnh, đã thiết lập trạng thái bình thường mới, vừa thúc đẩy các hoạt động đời sống xã hội bình thường, vừa tiếp tục phòng chống dịch bệnh. Việt Nam đã được thế giới đánh giá cao trong cuộc chiến chống dịch COVID-19 rất hiệu quả với tỷ lệ người bị nhiễm thấp. Cho đến nay, sức may là không có ca nào bị tử vong và đã sớm bắt tay vào phục hồi kinh tế, xây dựng và phát triển đất nước. Trong bối cảnh tình hình chung như vậy, 5 tháng đầu năm 2020, các hoạt động Phật sự của giáo hội cũng bị ngưng trệ. Nhiều chương trình kế hoạch Phật sự của các ban, viện, trung ương, ban trị sự, giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tỉnh, thành phố đã phải tạm dừng, tạm hoãn. Mặc dù vậy, với sự năng động, sáng tạo, sự chỉ đạo kịp thời của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự, Ban Thường trực, Ban Thư ký Hội đồng trị sự và hai văn phòng trung ương giáo hội đã làm tốt công tác nắm bắt tình hình thực tế, tham mưu đề xuất các quyết định chỉ đạo thực hiện các hoạt động Phật sự phù hợp tình hình chung một cách nhanh chóng, chính xác, mang lại hiệu quả cao. Các văn bản công văn chỉ đạo, công văn số 027 trên CV-HDTS ngày 31 tháng 1 năm 2020 về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus corona nCoV được ban hành cùng ngày với công điện của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, quy định tạm dừng việc tổ chức các lễ hội tôn giáo, tránh tập trung đông người. Công văn số 042 trên CV-HDTS ngày 11 tháng 2 năm 2020 về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp virus corona nCoV. Thông bạch số 066 trên TB-HDTS ngày 17 tháng 3 năm 2020 về việc vận động các ban, viện, trung ương, giáo hội, ban trị sự, giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành, các cơ sở tự viện phát tâm đóng góp, mua sắm trang thiết bị y tế chống dịch COVID-19. Công văn số 071 trên CV-HDTS ngày 27 tháng 3 năm 2020 yêu cầu tăng ni các cơ sở tự viện thực hiện nghiêm chỉ thị 15-16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội chống đại dịch COVID-19 đã thể hiện tinh thần Phật giáo đồng hành cùng dân tộc trong mọi hoàn cảnh lịch sử. Qua đó cho thấy sự đoàn kết, đồng lòng, đồng thuận xã hội cao của Phật giáo đối với đảng, nhà nước, chính phủ trong công cuộc chống dịch. Lãnh đạo đảng, nhà nước, cộng đồng xã hội đã đánh giá rất cao tinh thần từ bi của tăng ni Phật tử đã tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ nguồn lực cùng toàn xã hội chiến thắng dịch COVID-19. Một số kết quả Phật sự thể hiện trên các hoạt động Phật sự chuyên ngành như sau. Về công tác tăng sự, do ảnh hưởng đại dịch COVID-19 nên kế hoạch tổ chức đại giới đàn của một số ban trị sự đã phải tạm hoãn, như Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An, Đồng Tháp, Bến Tre, Bình Định, Quảng Trị, Vĩnh Long, Lạng Sơn,
Đến nay, sau khi có thông báo về sinh hoạt tôn giáo trở lại bình thường, các ban trị sự đã tiến hành công tác chuẩn bị đại giới đàn và đã có thông báo thời gian cụ thể. Ban Tăng sự Trung ương đã có các công văn và thông bạch hướng dẫn công tác tổ chức an cư kiết hạ Phật lịch 2564. Về công tác giáo dục đào tạo Phật giáo, thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội của Thủ tướng Chính phủ phòng chống dịch bệnh, do đó tất cả các cơ sở giáo dục Phật giáo đều tạm nghỉ trong thời gian vừa qua. Đến nay, các học viện đã thông báo và tập trung tăng ni sinh và công tác giảng dạy, tuyển sinh đã hoạt động trở lại, cũng như công tác chuẩn bị an cư kiết hạ của tăng ni sinh. Một số trường trung cấp Phật học, cao đẳng và các cơ sở đào tạo Phật giáo đã tập trung tăng ni sinh và có thông báo lịch học. Công tác hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử. Hầu hết tăng ni, các chùa, cơ sở tự viện trong cả nước đã nghiêm chỉnh thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và công văn chỉ đạo của Hội đồng trị sự về việc tạm dừng các nghi lễ tôn giáo, các sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người. Do vậy, công tác hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử trong thời gian vừa qua đã chuyển hình thức sinh hoạt từ các pháp hội, khóa tu, trại hè tập trung đông người sang hình thức thuyết giảng, tụng kinh, chia sẻ Phật pháp trực tuyến online qua các phương tiện truyền thông hệ sinh thái số như Facebook, YouTube, Zalo, mạng xã hội Phật giáo Buddha, trang Phật sự online, giác ngộ online. Có thể khẳng định đây cũng là xu thế phát triển trong thời gian tới mà trong chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ 8 tại điểm thứ 8 đã định hướng. Thực tế đã chỉ ra, đại dịch Covid-19 làm thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số quốc gia và các ứng dụng số trong xã hội. Phật giáo chúng ta đã ứng dụng rất nhanh, kịp thời lĩnh vực này vào công tác hoằng pháp và hướng dẫn Phật tử. Nhiều buổi tụng kinh, thuyết pháp online thu hút hàng chục ngàn người theo dõi và tham dự trên không gian mạng. Sự lan tỏa rộng rãi, không biên giới, nhất là trong dịp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2564 vừa qua, cho thấy hiệu quả của công tác hoằng pháp trực tuyến, các lớp giáo lý online. Về công tác nghi lễ và văn hóa Phật giáo, hoạt động nghi lễ và văn hóa tập trung vào thời gian trước khi xuất hiện đại dịch Covid-19 và chỉ thị giãn cách xã hội được thực hiện trước Tết Canh Tý năm 2020. Chư Tôn Đức, lãnh đạo giáo hội, các ban diện trung ương và ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các tỉnh, thành phố đã tổ chức thăm chúc Tết Đức Pháp Chủ, Chư Tôn Đức Thường trực Hội đồng Chứng minh, chúc Tết các cơ quan trung ương, chính quyền tỉnh, thành phố và các tôn giáo bạn, thăm và tặng quà từ thiện cho các hộ nghèo, đồng bào dân tộc, vùng cao, miền núi và các đối tượng, người có công, xuân canh tí. Trước Tết Nguyên Đán, Hội đồng trị sự có thông báo số 16 trên CVHDTS về việc tổ chức nghi lễ cầu nguyện bình an phục vụ nhu cầu xã hội trong dịp Tết cổ truyền xuân canh tí, đảm bảo trang nghiêm, tiết kiệm, tránh mê tín dị đoan, không đốt vàng mã, tránh những nội dung nghi lễ không đúng chính pháp của Phật giáo, dễ bị xã hội hiểu lầm là lệch chuẩn tâm linh, và lưu ý các chùa, cơ sở tự viện trong khâu tổ chức tránh các yếu tố mang hình thức dịch vụ tâm linh. Để phòng chống dịch Covid-19, sau khi Thủ tướng có công điện về việc tạm dừng các lễ hội tôn giáo, các sinh hoạt tôn giáo tập trung đông người, chỉ thị 15-16 của Thủ tướng về thực hiện cách ly, giãn cách xã hội, Hội đồng trị sự đã có văn bản thực hiện nghiêm và tăng ni cấm túc tại chùa để tụng kinh cầu an, hồi hướng công đức, sớm chấm dứt dịch bệnh. Nhiều khóa lễ dược sư, khóa lễ cầu an đã được hầu hết các chùa trong cả nước hồi hướng. Ban nghi lễ đã hoãn tổ chức hội thảo tại Hải Phòng. Ban văn hóa đã hoãn tổ chức lễ hội Hương Sen Xứ Nghệ năm 2020. Đại lễ Phật Đản năm nay, mặc dù trong điều kiện chống dịch Covid-19, song vẫn được tổ chức trang nghiêm ở hầu hết các chùa, cơ sở tự viện. Mặc dù không tổ chức rước xe hoa, không khán đài tập trung đông người, song không khí Phật Đản, cờ Phật giáo, băng rôn tưng bừng khắp nơi, nhà nhà tắm Phật, chùa chùa tắm Phật, tạo nên một không khí Phật Đản vô cùng đặc biệt. Các ban trị sự thực hiện tốt thông tư hướng dẫn của Hội đồng trị sự, thực hiện nghi lễ đồng loạt từ 6 giờ sáng ngày 8 tháng 4 âm lịch
đến 6 giờ sáng ngày 15 tháng 4 âm lịch. Đại lễ Phật Đản do Trung ương Giáo hội tổ chức vào sáng ngày rằm tháng 4 được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình An Viên và phát trực tuyến qua các ứng dụng Facebook, YouTube, Zalo, Buddha, Phật sự online với gần 200.000 người theo dõi sự kiện. Ban nghi lễ Trung ương và Văn phòng Trung ương Giáo hội, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố trang nghiêm tổ chức tang lễ chư tôn đức giáo phẩm thành viên Hội đồng Chứng minh, Hội đồng trị sự, viên tịch trong điều kiện đảm bảo an toàn chống dịch bệnh và thực hiện nghiêm chỉ thị của chính phủ trong phòng chống dịch bệnh. Hoạt động của Ban Kinh tế Tài chính. Hoạt động của Ban Kinh tế Tài chính đã nỗ lực ủng hộ kinh phí hỗ trợ hoạt động của Văn phòng Trung ương Giáo hội tích cực tham gia công tác an sinh từ thiện xã hội. Công tác từ thiện xã hội. Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, hoạt động của các cơ sở trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi, người già cô đơn, người tàn tật, các cơ sở tuệ tĩnh đường, các trung tâm khám chữa bệnh đông y và bệnh viện tây y hoạt động gặp nhiều khó khăn, song vẫn duy trì và thực hiện nghiêm các quy định về y tế, tích cực tham gia khám chữa bệnh cho những người có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian dịch bệnh. Những tháng đầu năm 2020, trước dịch bệnh COVID-19 và hạn hán xâm nhập mặn, thiếu nước sinh hoạt trầm trọng ở các tỉnh miền Đông và miền Tây Nam Bộ, do đó công tác từ thiện xã hội vẫn là một trong những Phật sự nhộn nhịp, trọng yếu của tăng ni Phật tử, cơ sở tự viện và các cấp giáo hội. Nổi bật nhất là hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi ủng hộ nguồn lực cho phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tăng ni các chùa đã ủng hộ trang thiết bị y tế như hàng trăm ngàn khẩu trang, chai nước sát khuẩn, ủng hộ lắp đặt thiết bị y tế 6 phòng áp lực âm tại các bệnh viện đa khoa, trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC các tỉnh thành phố Hà Nội, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh. Ủng hộ tiền, nhu yếu phẩm cho các bệnh nhân, những người bị nghi lây nhiễm tại các cơ sở cách ly tập trung, các y bác sĩ, các chiến sĩ quân đội, công an, lực lượng tình nguyện nơi tuyến đầu phòng chống dịch. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành, tăng ni Phật tử các chùa, cơ sở tự viện còn vận động quyên góp ủng hộ, cứu trợ đồng bào các vùng bị thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn một cách thường xuyên, liên tục, kịp thời như tặng nhu yếu phẩm, nước ngọt, các bình chứa nước loại lớn, các cây nước, giếng nước, máy lọc nước, vân vân. Nhiều chùa, tăng ni đã tổ chức phát gạo, mì, nhu yếu phẩm cho những người có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Các cây ATM gạo, ATM nước, nghĩa tình, các siêu thị hạnh phúc, không đồng đã giúp cho người nghèo vượt qua được những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch. Trong 5 tháng đầu năm 2020, công tác cứu trợ nhân đạo, từ thiện, chăm lo phát quà Tết cho người nghèo có hoàn cảnh khó khăn, ưu tiên đồng bào các dân tộc vùng cao, miền núi, cứu giúp đồng bào nghèo có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bởi nạn hạn hán, xâm nhập mặn, với số quà và tiền trị giá hàng trăm tỷ đồng. Về công tác đối ngoại Phật giáo quốc tế. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 trên toàn thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, do đó các kế hoạch chương trình hoạt động quốc tế của giáo hội trong những tháng đầu năm 2020 hầu như không được thực hiện. Ủy ban tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc đã hoãn tổ chức Vesak lần thứ 17, dự kiến tổ chức tại Bangkok tháng 5 năm 2020. Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới tại Nhật Bản đã không diễn ra như kế hoạch đã định. Giáo hội cũng tạm hoãn toàn bộ việc đón tiếp các đoàn Phật giáo quốc tế vào Việt Nam để thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trong phòng chống dịch COVID-19. Ban Phật giáo quốc tế đã gửi văn thư chia sẻ với Hiệp hội Phật giáo Trung Quốc về đại dịch COVID-19 bùng phát tại thành phố Vũ Hán. Gửi thư phân ưu tới Liên minh Phật giáo Lào về việc Hòa Thượng Chủ tịch Liên minh Phật giáo Lào viên tịch. Gửi thư phân ưu về Tăng thống Phật giáo Bangladesh viên tịch. Gửi thư thăm hỏi và động viên cộng đồng Phật tử Việt Nam ở châu Âu, Hàn Quốc, Nhật Bản trước đại dịch COVID-19. Phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ trong việc tổ chức đón tăng ni sinh Phật tử Việt Nam
mắc kẹt ở Ấn Độ về nước trên chuyến bay của Vietnam Airlines hạ cánh an toàn tại thành phố Cần Thơ tối ngày 19 tháng 5 năm 2020. Về công tác thông tin truyền thông, các thông tin Phật sự của giáo hội đã được phản ánh nhanh, chính xác, rộng khắp trên các phương tiện truyền thông như Phật sự online, Giác ngộ, mạng xã hội Buddha, Phật giáo.org, truyền hình An Viên, Trung tâm điều hành điện tử văn phòng Trung ương Giáo hội và Tổ thông tin truyền thông văn phòng Trung ương Giáo hội đã rất tích cực trong công tác tuyên truyền thực hiện phòng chống dịch COVID-19, đưa nhiều tin, ảnh có giá trị, ý nghĩa thiết thực, góp phần thành công cho công tác phòng chống dịch bệnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhất là kịp thời thông báo các chỉ đạo của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự đến Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các cấp, tăng ni, Phật tử, các tự viện trong việc nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản hướng dẫn của Ban Tôn giáo Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Hoạt động Ban Pháp chế và Ban Kiểm soát. Với chức năng chuyên ngành pháp chế và chuyên ngành kiểm soát, Ban Pháp chế và Ban Kiểm soát Trung ương đã phối hợp chặt chẽ trong các hoạt động Phật sự của Giáo hội tại Trung ương và địa phương, góp phần vào các thành tựu Phật sự chung của Giáo hội. Hoạt động của Viện và Phân viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam. Tiếp tục in ấn và xuất bản các tập của Đại Tạng Kinh Việt Nam, tạp chí Nghiên cứu Phật học ấn hành thường kỳ. Kết luận và đánh giá chung. Mặc dù trong điều kiện hoàn cảnh khó khăn chung của toàn xã hội trước dịch bệnh COVID-19, song với tinh thần đoàn kết hòa hợp, với tinh thần trí tuệ, kỹ cương, hội nhập, phát triển, sự chỉ đạo sáng suốt, kịp thời, nhanh chóng, chính xác của Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, của Hòa Thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự, sự hưởng ứng của tất cả các ban, viện, trung ương, các ban trị sự, giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố, của tăng ni, Phật tử Việt Nam trong cả nước và ở nước ngoài, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đạt được những thành tựu Phật sự rất đáng khích lệ, góp phần vào thành công đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 của Việt Nam. Các thành tựu Phật sự đã đem lại niềm tin mạnh mẽ của toàn xã hội đối với Phật giáo, một tôn giáo luôn đồng hành với dân tộc trong mọi hoàn cảnh lịch sử. Một số chương trình hoạt động Phật sự trọng tâm. Ban, viện trung ương, các ban trị sự, giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện một cách hiệu quả công tác Phật sự năm 2020 theo nghị quyết hội nghị kỳ 4 khóa 8 Hội đồng Trị sự, kịp thời báo cáo công tác Phật sự tại địa phương đến Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, tổ chức tốt khóa an cư kiết hạ Phật lịch 2564, dương lịch 2020 theo thông bạch hướng dẫn của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự và Ban Tăng sự Trung ương. Chuẩn bị báo cáo sơ kết công tác Phật sự 6 tháng đầu năm 2020, gửi về Ban Thư ký Hội đồng Trị sự để tổ chức thành công hội nghị thường niên giữa năm của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự, dự kiến vào ngày 10 và ngày 11 tháng 7 năm 2020. Văn phòng Trung ương Giáo hội thúc đẩy việc hoàn thành trung tâm điều hành điện tử tại văn phòng 2 để kết nối với văn phòng 1 và các văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các ban viện điều chỉnh kế hoạch Phật sự và tiến hành tổ chức các chương trình hội thảo đã đề ra và đã xin phép tổ chức. Hội thảo của Ban Hoằng Pháp, Ban Nghi lễ Trung ương, Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương, Ban Thư ký, Ban Tăng sự tổ chức hội nghị tăng sự và bồi dưỡng công tác nghiệp vụ thư ký, quản trị văn phòng cho bộ phận thư ký, văn phòng, các ban viện Trung ương, Ban Trị sự các tỉnh, thành phố năm 2020 sẽ được tổ chức vào ngày 24, ngày 25 và 26 tháng 7 năm 2020 tại Chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình. Ban Hướng dẫn Phật tử Trung ương nắm bắt tình hình thực tế và có đề xuất báo cáo với Ban Thường trực Hội đồng Trị sự về kế hoạch tổ chức các khóa tu mùa hè năm 2020. Ban Phật giáo Quốc tế lập đề án tổng thể tiến hành xin phép chính phủ tổ chức hội nghị thượng đỉnh Phật giáo ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia dự kiến vào tháng 10 năm 2020 tại Quảng Ninh. Ban Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam.